Alo, chào tất cả anh em. Và trong cái không khí mà mừng Tết đến và lúc đến nhà nhà thì mình hôm nay đi chụp áo dài. Và trước khi mình vào buổi chụp thì chúng ta sẽ nói sơ bộ về combo chúng ta đang có ngày hôm nay. Đầu tiên là với góc máy quay chính, chúng ta sẽ có một chiếc FX30 đang được anh Đức đang cầm ở đằng kia. Và một góc máy phụ là từ ngực mình với một chiếc Insta360 Ace mới ra mắt. Âm thanh chúng ta sẽ có là chiếc Saramonic Bling Me B2 ở đây. Nhân vật chính để chụp của chúng ta ngày hôm nay sẽ là combo khá là phổ thông trong năm nay, mình nghĩ thế. Là chiếc Sony A74 cộng với chiếc lens Sony 85FE. Và chụp áo dài ta không thể thiếu mẫu rồi. Và mời bạn mẫu chúng ta. Hi, xin chào mọi người, mình là Huế. Và hôm nay mình rất là vui khi mà được đồng hành cùng team trong buổi chụp ngày hôm nay. Ok, bạn đi ra đi. Ok, mẫu có rồi, máy có rồi, đi chụp thôi. Thì đầu tiên trước khi chụp chúng ta phải trình bày lý do và ý kiến trước đã. Tại sao mình lại chọn góc 85 mà không phải góc khác? Góc 85 này thì mình nghĩ là một góc rất là phù hợp dành cho chân dung, cũng như là có thể là đặc tả nhiều hơn. Và cũng như là một chiếc lens 85 f1.8 có khẩu độ rất là lớn. Thì khẩu độ f1.8 này sẽ giúp mình có thể mở khẩu rất là rộng cho những cái bokeh đẹp, cũng như là background được sản phẩm khá là mịn. Tiếp theo, tại sao mình lại chọn chiếc Insta360 Ace làm góc phụ thứ hai? Đầu tiên là Insta360 Ace nó sẽ có một phần màn hình lật giúp mình có thể dễ dàng quan sát cái gì mình đang quay hơn. Và Insta360 Ace cũng khá là nhỏ gọn, nhẹ nhàng, giúp mình dễ mang đi mang lại. Và mình thấy là chất lượng được quay ra từ Insta360 Ace có lượng dynamic range khá là ổn và cho hình ảnh đẹp. Nói chung là bạn mẫu đây thì mình cũng mới gặp lần đầu nên cũng khá là ngại. Nếu một số tip trick cho anh em trước khi mà không muốn kiểu nói chuyện mẫu không ngại lắm thì mình cứ nên là trước buổi chụp mình dành ra tầm khoảng 3 phút 1 tiếng để lấy đi cà phê nói chuyện mẫu một chút thì chúng mình sẽ hiểu về bạn mẫu nhiều hơn. Góc mặt của bạn là góc mặt nào ấy nhỉ? Đấy thì bạn Huế sẽ có một bên trái đó. Thì một số các đặc điểm mà bạn mẫu thích chẳng hạn thì các bạn sẽ có thể chụp với mẫu hơn. Thì hôm nay cái location đầu tiên chúng mình chụp sẽ là ở bờ hồ. Một location mình nghĩ là khá là huyền thoại cho những bạn muốn chụp áo dài. Ok, chụp đi nhá. Hai bác cười lên. Một, hai, ba. Hai, ba. Hai, ba. Đây, anh em để thấy đây là lúc mà chúng ta không có hát sáng thì trông mẫu tối vãi chưởng à. Không có hát sáng thì mẫu tối, nhưng mà có hát sáng thì mẫu sáng vãn. Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu chụp này. Đúng rồi, xinh luôn này. Câu 1, 2, 3. 2, 3. Đúng rồi, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Đấy, trong một số trường hợp này anh em nên tận dụng cái nguồn sáng nó hát sáng tự nhiên ấy. Như là lúc vừa nãy mới có thể nhân tạo bằng việc là mình dùng một tấm hát sáng ở đây. Nhưng mà bên cạnh đấy thì anh em phải dùng một số vật khá là phản chiếu như mặt hồ đây. Thì vô hình chung là mình có nguồn sáng đây, một cái nguồn sáng khác là mẫu sẽ đánh được từ mặt hồ lên. Đấy, anh em sẽ nhìn thấy. Đây, không biết anh em có thấy rõ không rồi đấy. Sẽ có một số nguồn sáng từ mặt hồ lên đánh lên mặt mẫu. Thì trông nó sẽ khá là ok hơn. Và đến đây là hết. À không, không hết đâu. Ở trên bờ hồ chúng ta vẫn sẽ có một location thứ hai nữa. 1, 2, 3. Yeah, location thứ hai là Hà Nội mới. Ok, xinh này, ok, ok. Đúng rồi, nhìn lên chéo kia nào.
Ok rồi, ok, thôi thôi. Đúng rồi, nó vào ngõ đầu tiên. Thôi, qua thay tay sau đi cho cháu nào. Và địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ là con ngõ 150 Yên Phụ. Thì nếu các bạn biết thì ngõ Yên Phụ này nó sẽ ở cạnh mạn Hồ Tây. Và nó là một địa điểm khá là hot trên TikTok dạo gần đây. Thì ngoài con ngõ 150 này cũng có khá nhiều ngõ khác khá là đẹp. Thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá ở phần nửa sau clip này nhá. Chào anh em quay trở lại với Hồ Tây Lộng Gió. Và tại vì thời tiết đã bắt đầu tối rồi và mình không thể tìm được cái ngõ tiếp theo nên chúng mình đã quyết định đi về. Nếu mà anh em thích cái video dạng dạng như này hãy comment xuống bên dưới chúng mình biết nhá. Và hãy nhớ like, share, subscribe cho kênh của chúng mình để đón chờ những video sau. Tạm biệt anh em.